bàn giao lắp đặt combo này tại cho xưởng mới tại Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Xin thêm một đầu này. Sang Long tiếng Việt này. Mặt bàn 2 tầng. Phú chân không. Chỗ định vị này. Gạt phôi tự động. Truyền tải hộp số nhé. Ok là đây. Đây. Phú chân không 7,5 kg. Sang Long. Sử dụng hệ điều hành tiếng Việt này. Kỳ là một này. Dán cạnh mini đa năng này. Vừa dán thẳng vừa dán tròn nhé. Cơ bản trượt với các bàn động cơ motor cực lớn nhé. Tổng động cơ là 6,6 kW. Hút bụi 5,5 kg này. Sử dụng cho cả cưa và CNC này.